Texas. Một lần nữa xin trở lại với các bạn nha. Hôm nay là ngày 3 tháng 11 năm 2020. 3 tháng 11 2020 có nghĩa là ngày bầu cử nha các bạn. Thì cuộc sống Mỹ, tất cả mọi người sống trên nước Mỹ hôm nay, mọi người đều có quyền đi bầu. Mình cũng không ngoại lệ đó, mình cũng muốn đi bầu luôn. Để mình hướng dẫn các bạn cách đi bầu cử nha. Mời các bạn đi theo mình. Mình đi đến phòng bầu cử nha các bạn. Các bạn thấy người Mỹ, người ta bầu cử xong cái người ta treo các tấm bảng của ứng cử viên mình đã bầu đó. Rồi đi bầu thôi các bạn ơi. Để mình hướng dẫn các bạn đi đến phòng bỏ phiếu nha. Phòng bỏ phiếu cũng gần lắm, gần nhà mình, cách cỡ chừng có 5 phút lái xe, không tới 2 phút á. Đi đường này, quẹo cái bên tay trái nữa là xong, tới. Nó gần lắm, mình đi bộ ra cũng được. Nhưng mà mình làm biến đi bộ quá, phải lái xe ra thôi. Ngày này tất rất là nhiều người đổ xô ra đi bầu. Nhưng mà thật ra cái ngày bầu hôm nay là ngày bầu chánh. Nhưng mà người ta đã cho bầu sớm á các bạn. Thì chúng ta có quyền bầu sớm để không có tránh thời giờ mà cái xếp hàng nó dài quá đó. Không có phòng phiếu nào mà chứa nổi hết. Thử người ta phải bầu sớm thôi. Đó, cái xe truck mới đi ra các bạn. Đó, ngay chỗ đó đó. Rồi, mình đó, các bạn thấy không? Một rừng những khẩu hiệu của người tranh cử. Mình vô đây thôi. Rất là nhiều xe đang đợi để đậu để người ta vô bầu cử. Rồi mình đậu xe ở đây đi. Bầu cử cũng không quên mang theo phiếu bầu nha các bạn. Đây là một phiếu bầu của mình. Bầu cử của Tấn Nguyễn nha. Mình đã che đi cái địa chỉ nhà mình. Phiếu bầu cử thì có gì nha. Số 31 là người ban đại diện tranh cử của mình là số 31. Ông senator đó là ông số 5. Ông là senator là ông thượng nghị sĩ đó các bạn. Còn US rep là có nghĩa là ông hạ, ông nghị viên. Nhưng mà nghị viên thì ở hạ viện, còn thượng nghị sĩ thì ở thượng viện. Precinct là những đơn vị bầu cử. School district. Rồi, mình không thể nào vô trong phòng bỏ phiếu được, thành thử ra mình phải bỏ một đoạn video về cách dùng máy bầu cử ở trong phòng phiếu. Bây giờ mình đi vô phòng phiếu, nhưng mà mình phải tắt máy quay phim, không được phép quay phim trong phòng phiếu. Sau đây là cái phần mình giới thiệu các bạn cách bầu cử qua máy nha. Đây là cách bầu cử qua máy đây. Last time was 1998. Wow. So I think that's when the flip phone came out. So when you make your signature, and you're accepted, and then the and your judge, your election judge, the judge will issue the ballot. Issue the ballot. All right. And then next station. The next station is your ballot activation station. All right. And this is where you will receive your ballot. We give that out that. Activation code to the judge, and a ballot would be given to us. They actually activate the ballot then. Activate the ballot. So there's nothing here to use a Sharpie on, so we just enter this into the machine. This is our new marking device, the Express Vote. Okay. As you can see, instructions are right there. Easy as 1, 2, 3. And it's scanning the card. It's scanning the card for validation. I'm going to vote in English today on this sample ballot. Okay.
And then I'll vote, say I'll just vote for these. The state propositions, we have 10 on the ballot. And this is, just to reiterate to our viewers, this is a sample ballot. Absolutely. And we're just walking through this to just show how it works. How easy it is. Absolutely. Now try to vote twice on that. Đó, đó là see, it changes your vote. Căn bản của một cái việc bầu cử là như vậy. For có nghĩa là mình bầu cho người đó. Again có nghĩa là mình không bầu cho người đó nha các bạn. Rồi, mình chuẩn bị ra khỏi phòng phiếu thôi. Đi về thôi các bạn ơi. Sample bản thí dụ thôi, hôm qua là cái phiếu bầu thì trên phiếu bầu nó có cái gì, đây là hình tổng thống, các bạn thấy chữ federal federal là liên bang á, thì các bạn được bầu trong tổng thống, thì năm nay mình có năm nay mình có bốn người tranh cử. Thứ nhất là cái ông tổng thống Trump, thứ hai là ông cựu phó tổng thống Joe Biden, thứ ba là ông Jeremy, thì ông tranh cử cho đảng tự do Liberty, thứ tư là đảng xanh là ông Howie Hawkins, thì ông này ra tranh cử cho đảng xanh. Có lẽ có nhiều sự cáo buộc về lỗi bầu cử của lỗi hệ thống bầu cử và gian lận đã xảy ra. Cụ thể như có một cặp vợ chồng từ Việt Nam mới qua sinh sống ở nước Mỹ chỉ có một năm, hơn một năm thôi,
không có quốc tịch Mỹ, không có đăng ký mà vẫn có phiếu đi bầu, thì trên tay hai ông bà đã có lá phiếu để đi bầu. Thì đài phố Potential TV đã có dịp phỏng vấn hai vợ chồng này. Tôi được chứng kiến trong cái cuộc bầu cử này rất là vĩ đại. Có nghĩa là bây giờ tình trạng di trú của anh chỉ là thẻ xanh thôi đúng không ạ? Tôi hiện giờ là thẻ xanh. Dạ. Thẻ xanh được cư trú trong 10 năm. Đúng rồi. Cho nên là tôi không có đăng ký bầu cử. Không có đăng ký bầu cử. Không đăng ký bầu cử. Nhưng mà tôi lại có cái thư được bầu cử. Để mình sẽ chuyển cái camera tới gần. Đó, đây là phần lỗi của hệ thống bầu cử. Nhiều người đã hỏi có bằng chứng gì không, thì đây là bằng chứng các bạn. Cho tới thời điểm hôm nay thì rất là nhiều hãng tin đã quay lưng lại với lại tổng thống Donald Trump, và chỉ có một mình duy nhất là đài Newsmax TV. Đài Newsmax TV là đang vẫn còn theo tổng thống Donald Trump thôi. Thì các bạn muốn biết thêm về những động thái của tổng thống Donald Trump trong thời gian tới thì nên theo dõi đài Newsmax TV. Mời các bạn đón xem. The national stage, multiple debates on 60 Minutes, which is ostensibly the most prestigious show in broadcast journalism, and not be confronted in a serious way about very obvious and basic questions about his integrity and his family's business dealings. Theo tin của thông tấn xã AP, Associated Press, thì hiện giờ ngày 10 tháng 11 năm 2020 thì ứng cử viên Joe Biden của đảng Dân Chủ đã dẫn đầu với số phiếu cử tri đoàn là 290, và ứng cử viên Tổng thống Donald Trump đại diện cho đảng Cộng Hòa với số phiếu là 214, ứng cử viên đảng Libertarian Party và đảng Tự Do tên là Joe Jorgensen thì không có phiếu cử tri đoàn nào, nhưng mà được phiếu phổ thông là 1.2%. Ứng cử viên đảng xanh Green Party Howie Hawkins thì cũng không có phiếu cử tri đoàn nào và được 0.2% phiếu bầu, và các ứng cử viên khác thì được 0.3% phiếu cử tri đoàn phiếu bầu. Như vậy giữa hai bên thì các bạn thấy màu đỏ đó thì là won, có nghĩa là thắng, và nữa xanh á thì là của người dẫn đầu, có nghĩa là xanh đó là phiếu bên Dân Chủ và đỏ là phiếu của Cộng Hòa. Thì các bạn thấy tiểu bang Texas thì ông Donald Trump dẫn đầu của tiểu bang Texas với số phiếu là 52.2%, và ông Joe Biden có số phiếu là 46.4%. Tiểu bang Texas vẫn là tiểu bang thuộc về đảng Cộng Hòa rất là nhiều năm nay. Các bạn thấy những cái màu đỏ đó là tiểu bang thắng của ông Trump nha. Những tiểu bang màu đỏ là Montana, Indiana, Wyoming, Utah, North Dakota, South Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Texas, tiểu bang Iowa, Missouri, Arkansas, Louisiana, tiểu bang Indiana, tiểu bang Tennessee, Kentucky, Mississippi, Alabama, Ohio, West Virginia, South Carolina và Florida là những tiểu bang ủng hộ của ông Trump. Và những tiểu bang xanh đó là ủng hộ cho đảng Dân Chủ như là Washington, Oregon, California, Nevada, Arizona. Arizona trước kia là của Cộng Hòa, thì hôm nay không biết làm sao là thân blue rồi, chuyển qua đội đảng Dân Chủ. Tiểu bang New Mexico thì cũng của Dân Chủ. Và phía các tiểu bang Đông Bắc của Mỹ thì bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Dân Chủ, như là Massachusetts, New York, Pennsylvania. Đây là tiểu bang đang tranh cãi rất là nhiều. Virginia. Nhìn chung là cuộc bầu cử hôm nay vẫn chưa kết thúc. Nếu mà
phía bên ông Joe Biden vẫn đang dẫn đầu và tuyên bố là chiến thắng, thì phía tổng thống Donald Trump đang từng bước kiện lên tòa án tối cao của nước Mỹ về các vụ gian lận về bầu cử và lỗi hệ thống bầu cử. Rồi, thông tin mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn có lời nhắn tin hay bình luận gì, xin để lại với phần dưới phần bình luận ở dưới của video này. Mình sẽ trở lại với các bạn với thời gian sớm nhất nha. Tạm biệt các bạn, chúc các bạn một ngày vui vẻ nha. Hẹn gặp lại các bạn vào video kế tiếp nha.